Xin chào các bác. Hôm nay em xin phép lên nhanh một bộ mini của Kenwood. Em bán cái bộ này mục đích chính là để cho bác nào đó mua về nghe radio và cũng cắm cái điện thoại vào nghe ì xèo. Là bởi vì là bên phần đĩa CD thì dây Cura và phần cơ nó có vấn đề, nó ba tỷ lệ. Chứ thực ra thì bên phần đĩa thì em thấy mắt đĩa nó còn ngon đấy ạ. Có nghĩa là bây giờ cái bộ cơ CD này muốn chạy thì phải dọn lại. Phần cassette cũng vậy, dây Cura nó mủn nhão rồi ạ. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng nó như một cái radio chính hiệu, hoặc là chúng ta cũng có thể cắm cái điện thoại vào nghe như cái đoạn test đầu video em vừa thực hiện. Cái bộ này gọi là bộ Kenwood D7, tên rút gọn là D7. Nó sở hữu hai cái củ toàn giải kích cỡ là 10 cm bằng giấy gân lụa. Em đã cố gắng dùng dao cậy hai cái căng lưới vải ra và cũng đã có dưỡng qua cái gân lụa rồi. Thùng loa được làm bằng nhựa. Cửa băng cassette thì đặt ở đây. Em có tháo ra kiểm tra thì thấy cái phần cơ cassette này nó còn đẹp lắm. Nói chung là cái bộ dàn này nếu như rơi vào tay bác nào mà có một chút kiến thức và kinh nghiệm ấy, thì bác ấy sẽ dễ dàng dọn lại phần cassette cũng như là phần CD. CD em thấy mắt đĩa còn ngon lắm, bởi vì là những cái lúc mà dây Cura nó chưa bị ba tỷ lệ ấy, em cho đĩa vào đọc thấy khá là mượt, không có vấp váp gì cả. Nhưng mà cho ra cho vô là nó sẽ bị lửng cơ. Vấn đề là như vậy. Ở đây là cái dòng cơ xếp lớp, tức là có thể nhét được liền lúc 6 cái đĩa vào đây. Bây giờ đang báo lỗi E01 này, các bác thấy chưa? Chúng ta tắt nguồn, bật lại, thì là chúng ta có thể ấn open ra đĩa được. Đó, nó báo lỗi E01, tức là phần đảo cơ nó đang có vấn đề. Dây Cura bị ba tỷ lệ, cơ không đảo được. Đó, các bác hiểu ra vấn đề chưa? Cái thế mạnh của con này đó là nó có radio FM 108 và bắt rất chi là nét. Để dò sóng radio thì chúng ta ấn vào hai cái nút này. Đây chính là hai cái nút dò sóng này. Và chuyển sóng bằng chuyển về nghe radio bằng nút này. Công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, gắn với khẩu hiệu hành động đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ chiến Vĩnh Phúc cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc trong đội ngũ cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng. Thượng tá Đào Đức Triển, Phó trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, để tạo thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ trong việc tiếp cận với sách, phát triển văn hóa đọc. Em cũng thấy có một cái điểm lạ là em bán một mớ cái loại bom bốc của Kenwood. Rất ức chế bởi vì là thi thoảng lại dính phải cái con nó FM90. Đây là một cái bộ mini cổ của Kenwood mà bỗng dưng có FM108. Và một cái điểm ngạc nhiên tiếp theo là nó bắt FM108 trong như nước mưa, bắt rất tốt. Ngày hôm nay em đưa cái bộ này lên bán với giá là 600.000 rồi miễn mặc cả các bác nhé. Các bác thừa biết là em bán những cái con đài mono cổ với một cái loa toàn giải 10 cm lấy sóng bằng núm, có những con mà lên đến 1,5 triệu, 1,8 triệu, các bác cứ nhau vào đòi chốt mua bằng được. Đây là một cái bộ dàn mini đó, nếu mà đo theo gang ấy, xếp khít vào thì nó rơi vào tầm khoảng trên 45. Mà bán có 600.000 thì các bác bảo bây giờ còn mặc cả cái gì. Đây là cái giá bán vui chơi thôi. Đây anten đâu đây. Bộ này đối với bác nào đấy đang cần một cái thiết bị nhỏ gọn, gọi là nghe tí tách ở trong phòng ngủ thì nó rất chi là phù hợp. Ê càng có chảy thủng này, tất cả là zin bãi, chưa sử dụng tại Việt Nam. Thực ra là em cũng không có dây Cura, nhưng mà có em đã dọn đâu ra đấy rồi đấy, nhưng mà không có phải chịu thôi. Loa vỏ nhựa không có bể vỡ gì cả,
Đây là vẹt băng dính. Băng dính nó dán vào, sau đó là nó dính vào mấy vụn xốp. Em hết mất dầu hỏa không đánh đi được. Chúng ta sẽ đọc qua cái thông số Kenwood MS-D7. Công suất tiêu thụ là 37W, điện áp sử dụng 100V. Kenwood Corporation, Made in Japan. Thớt giàn là Nhật xịn. Số seri có đuôi 0998. Đây là đường lay Inuit, chúng ta test rồi rút ra. Đây là đường đấu anten để nghe sóng FM này. Bên trên là anten đấu vào để nghe sóng chung, sóng AM. Đây là kẹp để đấu dây loa. Cặp loa thì đường kính là 10 cm, toàn giải 10 cm, màng giấy gân lụa nhúng dầu. Công suất mắc là 20W một thùng, trở kháng là 6 ohm. Tóm lại bộ này nghe tí tách thôi. Còn nếu như bác nào ấy mà muốn nó có lực hơn một chút thì có thể là sử dụng một cặp loa khác, bởi vì cái cục công suất này nó xuất âm ra rất mạnh mẽ nhé. Rõ ràng là loa combo đi theo cục, nhưng chính cái cặp loa này không đủ lực để mà ghép cùng với cái thớt này đâu. Cái thớt này có thể đánh với những cặp loa có công suất lớn hơn, đường kính bát lớn hơn và xuất âm rất hùng dũng với 2 mức tăng bát. Sở dĩ tại sao mà em dám khẳng định điều này là bởi vì là em ngày hôm nay em đã ghép cái cục Kenwood này cho đánh với một cái cặp loa Kenwood công suất lớn hơn nhiều. Đó là cặp Kenwood VC7 và nó đánh căng đét, đánh cực kỳ hay luôn. Từ đấy em mới khẳng định là cái cặp loa zin đi theo cái bộ này là nhà sản xuất người ta cố tình người ta set up theo kiểu acoustic, tức là nghe nhẹ nhàng thôi. Chúng ta nghe những cái bản nhạc gọi là nhẹ nhàng êm ái, chứ cái dòng toàn giải này nó cũng không có nhiều lực cho lắm. Như vậy em mới nói bộ này nó phù hợp để chơi trong phòng ngủ và nó sẽ là cái đích ngắm của những bác yêu radio, yêu làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi cần thì chúng ta cũng có thể cắm cái điện thoại vào nghe ì xèo, nghe ở mức âm lượng vừa phải ở mức phòng ngủ thôi. Chứ những cái bộ kiểu này mà chúng ta đòi hỏi nghe lớn thì nó không đáp ứng được. 600 ngàn, không có remote kèm theo. Em không ship COD và không bao ship. Hơn 6 năm nay vẫn vậy. Bác nào yêu bộ này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.